bé vui lắp ráp bên bộ đường ray và xe chạy pin, set cứu hỏa từ Vector. Nhìn nè, hộp quà siêu to với nhiều mô hình và phụ kiện đi kèm. Cùng chơi nào! Đầu tiên lắp ráp các mảnh ghép để tạo thành đường ray 3 tầng cho xe chạy. Và dán sticker để trang trí xung quanh. Vậy là bộ đồ chơi đã hoàn thiện rồi. Giờ thì cho xe chạy pin vào và chơi thôi. Lắp ráp cực vui, chơi xe cực thích. Vector kiến tạo niềm vui.